Chào các bạn hôm nay có khỏe không? Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Các bạn ơi, có nhiều bạn hỏi mi về cây táo tàu săn sóc sao mà bạn săn sóc bị chết. Mà có nhiều bạn nói với mi như vậy á, mà phần đông là do phân không à các bạn, với nước. Cho nên thì hôm nay mi chia sẻ với các bạn những cái câu hỏi thắc mắc mà của bạn á, về cho phân cũng giống như là cây mình mua về đã lâu hay là cây mình mới mua về thì mình phải làm sao nha các bạn. Cây táo tàu của mi có cây thì mới đem về, có cây thì cũng mua trước rồi. Thì có bạn hỏi mi là nên trồng trong chậu hay là trồng ở ngoài đất, thì mi có một cây rất là bự trồng ở ngoài đất, rất là lớn luôn, mình trồng ở dưới đất. Còn ba anh này thì mi để ở trong chậu. Đây là cây sugarcane nè. Cái này thì nhiều bạn cũng rất là thích cái cây này ha, tại nó dễ đậu trái. Cái này mi mới lấy về ở vườn của anh Khoa nè. Cây đang có bông, nhìn thấy thích quá chừng, mấy đứa nhỏ cứ ra ngắm nghía mẹ chừng nào có trái. Mà cái giống sugarcane nó có bông trước cái loại chia 866, các bạn mình thấy chia 866 bây giờ nó chưa có ra mà cây sugarcane nó có bông rồi. Hy vọng là nó đậu chừng chục trái thôi là mình cũng vui. Đó là cây Honeycha, còn bên kia là chia 866. Những cái cây như cây này nè các bạn, là mặc dù là nó có bông nhưng mà người ta mới bỏ vô chậu, mới sang chậu, cái rễ rồi nó còn rất là ít. Tại vì giống như là thường phần đông ta chiên chở á các bạn, là cái thân này nè rễ có chút xíu à, rồi về rồi người ta mới ém đất chặt lại rồi cho cây từ từ nó phát triển. Thì những cái cây các bạn thường mà mới mua về á thì mình đừng có nên là sang chậu gì hết á, mình để yên như vậy, năm sau mình hả sang chậu. Còn nếu các bạn mà mua ở giống như mua gửi đi xa đâu đó đó, thì thường thường ta gửi cái cây này không à, không có đất, thì mình đầu tiên là mình mua potting mix về mình ém cho chặt gốc để cho nó bám với cái rễ á, thì cây nó mới dễ sống được. Giống như mi nè, mi phải bỏ mấy cái cây này vô để cho nó chặt, nó gió nó đừng có lung lay, nó rung rinh quá đó là làm cho cái rễ nó lỏng á, là cái cây nó yếu liền á. Thì mình phải làm sao cho vững, các bạn thấy nó rất là vững á, thì đầu tiên là như vậy, rồi sau đó thì mình mới cho phân vô từ từ. Đây là phân trùng, còn đây là nước vitamin B1. Đây là muỗng canh nha các bạn. Các bạn không có muỗng canh thì mình lấy muỗng canh ăn cơm cũng được nữa, khoảng đó thật là dư chút cũng không sao hết trơn, tại cái này nó cũng nhẹ lắm. Mình không có cái thùng này thì mình lấy đại cái thùng thường ha. Một muỗng canh vitamin B1 cộng với 1 gallon nước. Đó, rồi mình tưới cho cái cây mà mình mới mua về hoặc là mới sang chậu. Cứ một tuần các bạn tưới một lần, thì tưới khoảng chừng 4 tuần cũng được nữa. Đừng có để phân gì hết trơn á, chỉ có vitamin B1 này thôi. Cho một tháng đầu, mỗi tuần các bạn mỗi tưới cũng được ha. Thì cứ mình cứ pha vậy mình tưới thì cái cây nó tạo rễ, rồi ví dụ như 2-3 tháng sau á các bạn mỗi tháng tưới một lần cũng được nữa, hoặc là 2 tuần tưới một lần cũng được. Nói chung là cái vitamin B1 này tốt cho rễ á, nó làm cho rễ nó phát triển nhanh mà nó rất là nhẹ. Còn nếu mà các bạn cho nước do gạo á là cũng vitamin B1, nhưng mà nếu mà nước do gạo á mà những cây mới đem về thì mình cho ít ít thôi, còn những cây mà lâu rồi á thì mình tưới nước do gạo nhiều không có sao ha. Chứ đừng có nước do gạo về cứ lấy nước do gạo tưới hoài lên á, mạnh quá nó cũng chết nữa các bạn, những cái cây mà yếu nha. Rồi với hơn nữa là táo tàu á, các bạn đừng có tưới thường. Thí dụ như mình tưới xong rồi cái các bạn thấy là khi nào mà mình xới lên vậy nè, mà khoảng chừng 2 lóng tay luôn, 2 lóng tay mà các bạn thấy cái đất ở dưới nó còn đen, nó còn dính còn nước á, thì các bạn cũng không có tưới nữa. Nhiều khi để cả tuần á mình mới tưới, còn nếu mà nắng nhiều thì 2-3 ngày mình tưới một lần, còn nếu mà nắng ngày nào mà nắng gắt gắt quá luôn á thì mới mỗi ngày mới tưới. Chứ táo tàu mà bạn tưới nhiều á mà đất nó, ví dụ như mình phải cho đất nó khô rồi mình mới được tưới tiếp. Còn nếu mà mình cứ tưới đất ẩm ướt hoài luôn á là cái rễ nó úng á các bạn, thì cái cây nó chết đó nha. Thì cái này là cái
Đầu tiên để cho mình mới mua cây về thì mình nên tưới cái này. Sau khi mà các bạn đã cho vitamin B1 này rồi nè ha. Thì giống như cái phân trùng này các bạn lâu lâu hốt chừng một nắm. Khoảng 2 tuần mình cho lần cũng được nữa. Mình cho tốt nhất á thì mình nên xới cái đất lên. Xới cái đất lên rồi mình cho xong rồi mình tưới thì tốt nhất. Còn nếu mà không có rảnh thì các bạn cứ rắc đại lên trên cũng được luôn nữa, không sao hết á. Tại cái phân trùng này thì nó tốt mà nó mát cây, nó không có làm nóng cây. Cho nên mình cho chút chút vô được. Những cái cây mà mới á, cây nhỏ mới chiết rồi đó thì mình cho không sao hết trơn á. Xong rồi nếu mà được thì các bạn xới xới đất lên nhiều ha. Xong rồi mình cho. Đó, mình tưới cây như vậy là xong. Những cái cây mà ăn trái á các bạn, thường thường á theo mi á nha, mình đừng có nên phủ những cái lớp rơm hay là những cái lớp mulch, những cái vỏ dừa gì lên trên đây hết á. Tại vì nếu mà các bạn biết cách tưới nước á thì các bạn phủ nó còn đỡ, là mình biết check nước, biết kiểm tra nước. Nhưng mà cũng không nên, là tại vì các bạn phủ nhiều cái đồ lên trên đây nè, nó giữ ẩm cho cái gốc thì tốt cho rễ. Nhưng mà các bạn không có kiểm tra thường nó dễ bị nấm. Và nó ẩm ướt nhiều quá mà mình không có biết, mà mình cứ tưới nước thường là rễ nó úng nó chết. Mà cái nguyên nhân mình không thích là nó dễ sinh nấm bệnh cho cây lắm. Cho nên đừng có nên phủ cái gì hết á, thà để trơn vậy thôi. Rồi các bạn cứ lâu lâu mình tưới nước cho nó là tốt nhất. Mình đừng có thương nó quá mà mình cứ tưới. Tại nhiều bạn cứ nói với mi là giống như là bạn cầm lên là bạn làm xong rồi bị chết cây đó. Thì là nguyên nhân là tại vì mình cứ phủ những cái vỏ cây khô rồi đó, mình phủ lên đây mà phủ ít thì được. Còn phủ nhiều khi phủ rất là dày, nhiều, giống như sơ dừa á, mà bạn phủ đầy cái này hết trơn à. Thì nói vậy giữ cây ẩm cây tốt thì đúng, giữ ẩm cây tốt, nhưng mà cho những cái cây giống như là lá lốp nè, nó thích ẩm thì mình cho vậy được. Hoặc là trầu bà, những cái cây thích ẩm á. Còn những cây không thích ẩm mà mình cứ phủ là coi như cây sòi, cây mận đồ ha, là cũng rất là nguy hiểm mà dễ bị hư rễ đó các bạn. Thì theo mi thì mi không nên xài. Còn các bạn, các cô chú nào có xài á, thì có kinh nghiệm rồi thì xài không sao, là tại vì mình biết thì mình lâu lắm mình mới tưới nước cho nó. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải gỡ mấy cái này nè, mình đi phơi nắng. Chứ nếu mà nó ẩm ướt lâu ngày là nó sinh nấm bệnh nè. Mà nấm bệnh mà nó ăn ruồi vô cái rễ rồi là cái cây mình, cây lớn mảng cầu đồ ha, cây lớn cỡ nào lớn chứ nó cũng ăn, nhiều khi bị hư rễ. Nhiều bạn nói mi hư rễ đâu á, là tại vì cái lớp mốt mình phủ lên trên mặt á. Bên này là cây táo tàu Hernicha, thì cái này nó cũng đang có bông, nó cũng nhỏ chứ không có lớn. Nhưng mà cái cây này là để trong chậu được cả giống như là gần một năm rồi đó các bạn. Rễ nó lòi ra ngoài luôn rồi nè, rễ nó lòi ra ngoài nè. Đây, đúng ra là mi phải sang chậu cho nó luôn á, mà mình chưa có rảnh sang, thôi kệ để đại. Rễ nó bò ra ngoài quá chừng luôn nè. Thì những cái cây này nè, là mình thấy là nó khỏe rồi. Rễ trắng là rễ mới nè. Nếu mà các bạn thấy rễ đen á, là rễ nó rễ cũ, còn này rễ trắng nè. Rễ mới nó ra, thì những cái cây này nè, thì bạn muốn cho vitamin B1 cũng được, không cho cũng không cần thiết. Nhưng mà mi thấy thì không cần thiết nữa. Tại vì nó đã mạnh, nó khỏe rồi đó. Thì lúc này á thì đang có bông, mình cũng không có nên cho phân bông đồ nhiều mà nó làm cho bông nó rụng. Nhưng mà nếu mà mình muốn cho nó tốt thì dĩ nhiên là cũng phải cho một chút phân đồ vô đây ha. Thì cái chậu này đúng ra mi phải sang ra chậu bự á, mà mi chưa có rảnh thì thôi kệ. Nếu bạn có muốn sang thì cứ sang, thấy rễ như vậy thì sang được. Còn những cái cây mà mình mới mua về á mà chưa có rễ gì hết thì các bạn đừng có sang ha. Mà các bạn muốn cho organic á thì mình cho cái này cũng được nữa. Cái này là 7, 6, 9, là cái số 7 á là cho tốt lá ha, tốt rễ. Số 6 ở giữa nè, nó cũng gần bằng số 7 nè, là cho bông, cho trái, cho củ. Thì cái này của Miracle Grow mà được organic thì mi thấy cho cái này được thì tốt. Thì các bạn cho khoảng chừng nửa muỗng canh, hơn chút cũng được. Thì cái phần này á, các bạn để khoảng chừng
4 tới 6 tuần là khoảng chừng 1 tháng tới 1 tháng rưỡi thì mình cho vô lại. Nếu các bạn không có nhu cầu mà xài organic thì mình mới nên cho cái phần này. Cái này là Osmo Code số 14 14 14. Cái đây là slow release, nó tan chậm đó các bạn. Bạn đã biết nhiều rồi ha, chia sẻ cho các bạn nào mà chưa biết thôi. Thì cái loại này thì mình mới nên cho. Nhưng mà những cái cây mà đang có bông vậy nè, các bạn cho vô á thì mình cho khoảng chừng ít thôi, khoảng chừng hơn một muỗng cà phê chút xíu thôi. Đừng có cho nhiều quá trong lúc nó có bông vậy nè. Nhiều khi á, mình cho nó dễ bị rụng trái lắm. Mà nhất là táo tàu nó cũng thích phân nhưng mà không có thích phân thường nhiều quá. Cho nên mình cho thì cho ít ít thôi. Ví dụ các bạn cho chừng một muỗng cà phê hơn chút. Rồi xong rồi á, khoảng chừng 2 tháng mình cho nữa. Tại bây giờ á, là mùa nắng rồi đó. Mùa xuân. Là mùa xuân là có nắng nhiều. Không bằng mùa hè nhưng mà cũng có nắng, cho nên thì mình tưới nó thường hơn là mùa đông, cho nên khoảng chừng 2 tháng 2 tháng rưỡi là mình cho thêm. Còn nếu như mà mùa đông á thì cỡ 3 tháng 4 tháng luôn mình mới cho cái phân vô nữa, thì tùy theo cái mùa. Nhưng mà loại này là loại tan chậm, các bạn bỏ vô xong rồi tưới thì mỗi lần mình tưới cái nó tan chút xíu, mỗi lần mình tưới nó tan chút xíu. Thì cái này á, mình để thì phân hóa học mà nó cũng dễ xài, nó cân bằng các số hết thì nó dễ, là nó tốt cho cũng có cho trái nhiều bông nhiều đồ luôn á. Thì cái loại này rất là dễ xài, các bạn cũng bỏ vô rồi mình rắc vòng vòng cái gốc, rồi xong rồi mình tưới. Rồi 2 tháng sau trong mùa này nè thì mình cho thêm một lần nữa cho phân này ha. Nếu mà mình muốn cho phân hóa học nhưng mà đang có bông, mới nói nha, đang có bông cho thì rất là ít. Thì nếu như cái phân này mà mình bón cho cái cây đã lâu rồi thì mình cho nó nhiều hơn, mình cho khoảng chừng 3 cái nắm tay cũng được nữa, 3 nắm tay đầy á, cho cái cây có rễ nhiều. Thì tại cái phân này nó tốt mà nó không có nóng cháy na cây á, thì mình cho vô như vậy rồi cứ 1 tháng mình cho nữa cũng được nữa. Tại cái phân này rất là tốt. Mà mi thấy nên khuyến khích các bạn á làm cái này, là tại nhất những cái cây mà mới trồng xuống đất á, hoặc là những cây mới vô chậu rồi đó, mình nên cho phân này để cho nó có trứng trùng trong đây chút chút á, nó làm cho cái bộ rễ cái cây á, lâu ngày nó có trùng nhiều thì nó cũng tốt cho cái cây nữa. Cho nên cái phân này các bạn mua Costco á, mình nên xài. Rồi những cái cây lâu lâu bình thường, như cây nào mà lâu tuổi rồi đó, là cứ 1 tháng 2 tháng bạn cứ dục vô 2 nắm 3 nắm gì, dục nhiều là mình đau bụng thôi chứ không có sao hết trơn á. Các bạn hỏi cái phân cá này có nên cho những lúc mà cây đang có trái không? Cá là nó tốt, lá với tốt rễ là chính. Nhưng mà thường các bạn, những cái cây mà mình cho vô á, nó như dinh dưỡng của nó tốt thì nó làm cho trái nó cũng ngọt nữa. Cho nên ví dụ như cây mãng cầu thì các bạn cho cứ mỗi tháng là mình cứ cho phân cá này vô 1 muỗng canh pha với 4 lít nước. Hoặc là 2 muỗng canh cũng được nữa, cho 4 lít nước. Xong rồi mình quậy rồi mình tưới mỗi tháng 1 lần. Cho những cây mãng cầu hoặc là cây táo này đều được hết, mà nó rất là tốt cho cây luôn. Rồi mặc dù mình cũng có cho phân giống như là hồi nãy mình cho phân Osmo khố rồi nha, nhưng mà mình vẫn cho phân cá được, cũng không sao hết trơn á. Tại vì phân cá là một cái dinh dưỡng cũng rất là tốt, mà nó nhẹ, nó cũng không có làm cháy cây. Nhưng mà thí dụ như những cái cây mà già bự thì các bạn nên cho nhiều chút, chứ cho mà ít ít nó không có thấm gì hết á, nhờ tại phân cá nó cũng hơi yếu á. Nhưng mà nó rất là tốt cho cây các bạn. Nếu các bạn không có mua được đất phót farm mà để mình vô chậu cho những cái cây mới vô chậu rồi đó, thì mình cũng nên cho phân cá để cho nó cũng có dinh dưỡng ở trong cái đất á, thì cây nó mình mau lớn. Phân cá nó cũng làm mau lớn lắm luôn á, tại nó tốt rễ với tốt lá nè. Còn phân bông thì dĩ nhiên là mình phải cho phân bông, chứ nếu cho phân cá không á thì nó tốt lá nhiều mà bông nó ít, cho nên mình chen kẽ. Mình đừng có cho phân cá không thứ mà mình chen kẽ thêm phân bông này, hoặc là cái phân bông này hồi nãy mình mới chia sẻ các bạn đó, là phải có cái này trong cái giai đoạn mà có bông. Nhưng mà đừng có nhiều, nhiều là nó rụng bông hết. Hoặc là ngày nào nóng rồi đó, từng đó nóng quá thì các bạn đừng có cho. Mình nhìn thời tiết thì mình thấy từng đó mát, dịu thì mình hả cho.
chứ đang nóng thật nóng, như như bây giờ mình cho mà trưa nay mà nắng khoảng chừng 90 độ, 95, 100 độ thì mình đừng nên cho ngày đó, mình đổi qua ngày khác đi, để cho cái cây nó đang mát thì mình cho nó mới tốt. Hoặc là mình cho thì mình nên cho buổi chiều mát, rồi xong mình tưới đẫm đó, để đó thì nó thấm từ từ vô, qua nguyên một ngày mai á thì trời nó nắng lại chút chút rồi đó, là cây nó khỏe, nó không sao hết trơn á. Đó, cây này là nó đang có bông nè, đang có nãy bên này như có trái nó nhỏ nhỏ trái nè, bên này nè có trái nhỏ nhỏ luôn nè. Đó thì mình vẫn cho phân cá vô được, chứ không phải là đang trong giai đoạn có bông rồi mình không có cho phân cá là không phải. Thí dụ như mình trồng rau củ á, ví dụ như đang mình trồng bầu hay là mướp thì cà chua rồi đó, thì khi mà đang có bông thì mình không có nên cho phân cá. Cái đó là cái rất là cần nha các bạn. Cho phân cá mà trái cà đó, mà mình cho phân cá nhiều á, có người nói ăn xong nghe mùi cá. Cái đó mình chưa nghe mùi, nhưng mà có nhiều người nói vậy á. Những cái rau củ á thì mình cho phân cá lúc nhỏ thôi, còn lớn không cho. Còn cây ăn trái thì mình cho lúc lớn được ha các bạn. Thì cái nào một thứ thôi. Thí dụ như các bạn có phân trùng thì các bạn dục vô phân trùng rồi thì đừng có cho phân cá liền nữa. Hoặc là nếu mà cho vô hai cái cùng một lúc á thì các bạn cho một cái chút chút thôi, đừng cho nhiều quá. Còn cái phân này nè, là nếu mình có một thứ này thôi mà mình không có cái gì hết trơn á là cũng được nữa. Các bạn cho cái này một mình nó thôi, xong rồi lấy nước do gạo á, mà mình do gạo mình tưới, nhưng mà cho nước do gạo cũng phải để ý, là tại vì đừng có cho nó cái hột gạo nó rớt vô trong đây á, bạn phải lấy cái lưới. Mỗi lần mới đổ vô cây á, là mình lấy cái lưới mình chặn, xong rồi mình mới đổ nước do gạo vô đây. Còn không thì mình để trong nhà, xong mình kiêng rồi mình đổ, mình chừa cái cặn lại. Tại có mấy cái hột gạo á, nó làm cho mấy con kiến nó lại nhiều lắm, rồi nó dơ á, rồi nó không có tốt nữa, cho nên mình lượt lại hết, mình lấy cái nước thôi, mình đổ vô các cây các rau rồi cũng tốt lắm, nước do gạo á. Rồi lâu lâu thì mình cho chút xíu này, nếu mà mình không có điều kiện á, như vậy là cây ăn trái của mình vẫn tốt các bạn. Thì sau khi mình cho phân xong thì mình tưới ha, tưới đẫm luôn. Cái chậu người ta đất làm để thấp quá, thấp gì có nửa cái chậu à, cho nên rễ đất có chút xíu à, cây nó không có phát triển được, cho nên mình phải cho cây nó cao lên, rồi đất nó nhiều rồi đó các bạn, thì nó mới tốt cây được. Như cái cây bên này nè thì thấy ok nè, cái này thì đất nó cao, cây bên kia thấp quá chừng, mình thấy ai cho đất mà cũng hà tiện. Cho gì mà thấp quá chừng luôn ấy. Làm mất công, mình phải về mình phải làm lại. Những cây mà đang có bông vậy nè các bạn, mà mình sang chậu á, các bạn phải cẩn thận nha, chứ nếu không á là nó mất sức cây á, nó làm cho bông nó rụng hết á, cho nên mình sang là phải êm, rất là êm luôn thì bông nó mới không có ảnh hưởng. Đây là cây chia 866 nè, bây giờ nó mới lú ra có một chút lá vậy thôi nè, chưa có bông mà nó eo uột lắm vậy đó. Thì cái cây này á thì mình nên cho cái phân tốt rễ, chứ đừng có nên cho phân cũ, phân trái bần bông gì hết trơn các bạn. Thì cái này là tốt nhất là mình cho vitamin B1 thôi, hoặc là phân cá mà nhẹ nhẹ cỡ chừng 1 muỗng canh với 4 lít nước ha, là 1 galon á, là mình tưới thôi. Rồi khoảng chừng 2 tuần rồi mình tưới 1 lần nữa ha. 1 là phân cá, 2 là vitamin B1 thôi. Còn 1 phân trùng thì cho 1 nắm phân trùng được vô trong đây. Còn đây là cái cây táo bự, mà táo ly, táo này trái nó cũng lớn nữa các bạn. Cây này của My 10 mấy năm rồi đó, là vừa rồi mùa đông á mình cũng mé nhánh đồ hết trơn nhiều lắm rồi đó, thì bây giờ nó mới ra nhánh mới mà nó cũng đang có bông á. Thì mới 1 tuần trước My đã cho phân rồi, cho nên bây giờ My nói cho các bạn lại thôi, chứ mình không có cho phân nữa. Thì cái phân này nè, tại My muốn organic đó, cho nên My cho khoảng chừng 3 tới 4 muỗng canh phân này nè. Mình xới cái gốc á rồi mình cho vô Organic Miracle Grow số là 769. Thì My đã cho cái phân này vòng vòng cái gốc. Thì cái này nếu mà cây lớn này khoảng chừng 2 tháng mình mới cho vô nữa, không có cần cho vô nhiều thường. Thì còn tưới nước á là nhiều khi cả 2 tuần My mới tưới 1 lần cũng được nữa, nếu mà trời nó không có nóng lắm. Còn lúc 11 tới mùa hè thì mình mới tưới thường hơn.
thì những cái cây lớn rồi thì săn sóc khỏe lắm các bạn, mình không cho phân nó cũng trái nhiều à. Mới thấy cây này trái quá chừng luôn á, mới có mấy năm mới đâu cho phân gì đâu mà cũng trái nhiều lắm. Cho nên cái loại này thì càng lớn rồi thì mình săn sóc nó dễ, không có bị mà chết cây rồi gì hết á. Còn trái á, là thấy hồi đó nhiều khi không có cho gì hết á, cho phân bò, phân gà thôi mà nó cũng có trái đầy hết trơn luôn á. Cái giống này á, mình thấy nó dễ có trái. Nè, đang có bông nè. Giống ly này thì ăn được thôi chứ nó ngon thì mình không thích lắm. Thích cái thải trái nó nhiều thôi. Cho nên vừa rồi mình mới mua ba cái cây kia là vậy đó. Đây là cây kỷ tử đen. Để My cho các bạn xem thì có bạn nhờ My chia sẻ cái cách trồng của cái kỷ tử đen. Thì mình thấy My cũng không có kinh nghiệm gì về cây này hết. Cho nên mình trồng giống như kỷ tử kia vậy đó các bạn. Thì kỷ tử đen này vừa rồi mình mua ở Home Depot nè các bạn. Đang có bông rồi nè. Thì thấy cũng mau lớn ha. Vừa rồi My mua nó cỡ này. Bữa nay nó lên vượt gấp đôi rồi nè. Mà nó cũng dễ bị nấm trắng lá nha. Vừa rồi hả, bị nấm trắng lá, cái mình cũng xịt. Mình xịt hết trơn cây luôn. Cái xong cái mấy cái lá nó rụng dưới kìa. Mày thấy nó còn rụng kìa. Xong rồi cái nó cũng tỉnh lại, nó lên. Hình như cái cây này cũng dễ trồng giống như kỷ tử kia các bạn ơi. Các bạn chưa có kỷ tử kia thì mình nên trồng, tại cái loại đó rất là tốt. Còn cái loại này á thì người ta cũng nói tốt, nhưng mà My chưa có ăn cái này cho nên mình không biết làm sao. Nhưng mà người ta nói kỷ tử này cũng tốt, giống như kỷ tử màu cam kia vậy đó. Thì cái tên tiếng Anh của nó là Black Goji Berry. Đây nè, Black Goji Berry. Còn cái kỷ tử kia là Goji Berry thôi. Cái kỷ tử kia cái trái màu cam. Cái kỷ tử này thì mua Home Depot nha các bạn, khoảng 20 đồng, 21 đồng gì đó. My quên rồi. Thì các bạn, hy vọng các bạn tìm được nha. Còn kỷ tử kia thì My thấy ở vườn anh Khoa bán cây cũng vừa vừa, nhỏ nhỏ, cỡ chừng 2-3 gang tay vậy đó, mà có 10 đồng à. Thì các bạn nên trồng cái kia nếu mà chưa có, tại cái kia mình ăn lá được, xong rồi mình ăn trái được luôn, mà nó rất là tốt. Còn kỷ tử này thì My không có biết ăn lá được hay không, cho nên mình không có, không dám ăn. Để My tìm hiểu coi, rồi mình thấy nếu mà ăn lá được thì mình cũng nên ăn lá thử. Tại mình bẻ mình hửi thì thấy nó hôi hôi. Mấy cái bông mình thấy ở đây cũng quá chừng nè, mà không biết nó đậu được trái không. Để mình coi coi. Lần đầu tiên trồng cái cây này các bạn, cho nên mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cây này hết. Nếu các bạn có kinh nghiệm thì xin các bạn chia sẻ thêm giùm My ha, với các bạn đọc comment á, để mình học hỏi mình trồng được tốt. Hy vọng là nó có trái, mình cho các bạn xem. Cái hình thì cái trái nó màu đen. Lạ quá, mình mua đại. Thì lúc mà tưới nước á, thì khoảng chừng 2-3 ngày. Nếu mà nắng á, mình tưới 1 lần. Còn nếu mà âm u thì mình cũng không có tưới. Đại khái là mình cũng chờ đất khô ráo rồi mình mới tưới cho nó. Nó như vậy đó các bạn. Thì thấy nó cũng sống phát triển được nè. Mà vừa rồi thì cũng cho chút phân cá vô đây thôi, chứ chưa cho gì hết á. Khoảng chừng cả tháng á, mình mới cho chút phân cá vậy thôi đó. Giờ mình rắc thêm cái Miracle Grow nè, 7, 6, 9 đó, mình cho nó ăn chút đi, chắc khoảng 1 muỗng canh đi. Cái phân này thì cả tháng rưỡi mình mới cho lại cũng được các bạn. Cây này là mình trồng trong cái thùng phi á, mình cắt cái thùng phi ra nửa thùng á, mình trồng. Mình thấy thùng phi nó chắc lắm các bạn ơi, tiết kiệm. Cái này tiết kiệm, các bạn đừng cười ha, tại vì mình thấy nó chắc á, mà mình mua nó rẻ. Có chỗ kia lâu lâu mình lấy thì được free, thì My đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Còn các bạn nào muốn mua thì hình như 10 đồng một chậu của cái anh, cái số điện thoại My để dưới đây cho các bạn xem. 10 đồng một chậu. My không có quảng cáo gì cho ảnh hết nha các bạn. Tại mình biết thì biết người ta bán thì mình cho các bạn biết để mình mua về mình trồng cho nó rẻ tiền á. Như cái chậu này nè, 25 gallon. Nếu mà mình mua là cũng 12 đồng hay 15 đồng gì khoảng đó, chậu 25 gallon á. Trong khi cái nửa cái thùng phi này cũng 25 gallon.
mà mình mua nó rẻ hoặc là được free nó cũng rẻ mà rất là bền các bạn. Thùng phi này bền lắm luôn nha. Thì có nhiều bạn cứ hỏi My là táo tàu nào ngon nhất các bạn. Thì câu này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì hôm nay thôi My để trong video này luôn nha. Thì tại vì My đã chia sẻ cũng rất là nhiều lần rồi các bạn. Thì như cho các bạn nào chưa có biết thôi ha. Thì giống như đây là cây sugarcane. Cái cây này á, mình không có nói được cái nào ngon nhất, nhưng mà My chia sẻ chi tiết như vậy nè. Cái cây này là sugarcane jujube, là cái loại mà ngon, dễ đậu trái nhất, mà trái sai trái, nói chung là không cần trồng hai cây gì hết vẫn đậu trái được, mà trái nó hơi nhỏ, thì khuyết điểm là trái nó hơi nhỏ. Còn nếu như mà mình nói vỏ mỏng nhất thì cái honeycha này là vỏ rất là mỏng, mỏng hầu như trong các loại táo tàu là honeycha là vỏ mỏng nhất á, trái nhỏ, nó không có bằng cái chia 866. Mà nó cũng dễ đậu trái, mình trồng một cây nó vẫn đậu trái được. Còn cái GA866 là cái cây bên này. Cây bên này là cây mà ngon, trái bự, hầu như bự hơn honeycha, bự hơn sugarcane. Nhưng mà nó khó đậu trái, cho nên GA866 này người ta rất là thích. Nhưng mà không ai mà trồng một cây một mình hết á. Mình trồng là mình phải có thêm cái cây khác nữa, thì để cho nó dễ đậu trái đó các bạn. Thì cái giống này ngon, trái to, vỏ cũng mỏng. Thì hy vọng các bạn trồng mà được trái mà nhiều, sum xê như cái hiệu ly hoặc là sugarcane là bạn giỏi á. Thì nó phần đông trái nó thưa thớt hơn. Nhưng mà giống này là giống ngon, nhưng mà các bạn không có trồng một cái giống này một mình được, mà mình phải kết hợp, ví dụ như 2-3 cây này trồng chung thì được. Hoặc là cái cây GA866 này chung với honeycha hoặc là sugarcane, để cho nó có bông nhiều, nó dụ qua, nó bay qua bay lại rồi đó, thì nó có khả năng nó đậu trái cao hơn. Thì bởi vậy cho nên My trồng 4 cây luôn. Bây giờ 3 cây này là cưng nhất nè. GA866, honeycha với sugarcane là 3 loại mà mình thấy cái trái nó ăn ngon. Còn nói nhất thì dĩ nhiên là GA866 đứng đầu luôn. Nhưng mà nói về cách trồng thì các bạn phải hiểu, chứ mình đừng có nghĩ trồng cây nào ngon trồng cây là coi như không thành công nha các bạn. Thì săn sóc cây táo mà cây lớn thì My đã chia sẻ với cái cách săn sóc từ lúc đầu mùa cho tới cuối mùa, tới hái trái rồi luôn các bạn. Thì dưới video này ở phần mô tả bạn nhấn vào đó xem để biết thêm chi tiết khi mà cây của mình đang lớn ha. My xin dừng ở đây, My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. My chúc cho các bạn trồng được nhiều trái nha, và chọn cái giống nào các bạn thích. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.